Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì cuối ngày hôm qua, có nghĩa là ngày mùng 5 tháng 12, thì ngân hàng nhà nước đã quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng cho toàn hệ thống ngân hàng thêm khoảng 1,5 đến 2%. Đây là một cái tin cũng là khá bất ngờ phải không anh chị? Vì trước đó thì đã có rất là nhiều cái đề nghị ngân hàng nhà nước là nới cái room tín dụng, nhưng mà ngân hàng nhà nước khẳng định rằng là không nới room tín dụng quá 14% để kiểm soát cái lạm phát. Tuy nhiên thì ngày hôm qua ngân hàng nhà nước đã có cái quyết định điều chỉnh tín dụng định hướng năm 2022 lên 1,5 tới 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Thì khi mà ngân hàng nhà nước quyết định điều chỉnh cái chỉ tiêu tín dụng lên 1,5 đến 2% thì sẽ có khoảng ít nhất là khoảng 150.000 tỷ đồng được phân bổ thêm cho các ngân hàng. Thì cái đợt điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng này thì ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ thì yêu cầu tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Nhưng mà dù rằng ít hay nhiều thì nó vẫn có tác động tới cái thị trường bất động sản, kể cả là thị trường chứng khoán. Nên đây cũng là một cái tin rất là vui. Tại vì trong cái bối cảnh mà thị trường bất động sản thì đóng băng, chứng khoán thì tụt dốc không phanh, mà có một cái điều chỉnh được 1,5 đến 2% như thế này thì cũng là quá tốt rồi. Thì trước đó thì như anh chị cũng đã biết rồi, thì thời gian vừa qua thì ngân hàng nhà nước thì người ta chỉ nới room tín dụng cho một số cái ngân hàng thuộc cái nhóm Big 4 và những cái ngân hàng mà tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém. Nên đợt này được nới khoảng 1,5 đến 2% thì cũng là một niềm vui nho nhỏ rồi. Mặc dù nó chẳng thấm vào đâu so với cái cơn khát vốn của thị trường cũng như là của toàn nền kinh tế anh chị ha. Thì lý giải cho cái quyết định này thì ngân hàng nhà nước người ta cho biết rằng là do cái tình hình tác động từ bên ngoài đã dịu bớt và thanh khoản của một số cái hệ thống tổ chức tín dụng thì đã được cải thiện tốt hơn. Do vậy thì ngân hàng nhà nước đã nới room theo cái hướng ngân hàng có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn và sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì thống đốc ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ, thủ tướng chính phủ thì cũng đề ra cái yêu cầu cho các ngân hàng là cân đối vốn phù hợp để cấp tín dụng tập trung cho các lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, những cái lĩnh vực ưu tiên như là sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu này, những cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ này, và những cái ngành công nghiệp phụ trợ để nó có cái tăng trưởng theo đúng như là cái chủ trương của chính phủ cũng như là của thủ tướng chính phủ anh chị. Biển Hồ Tràm hôm nay khá là đẹp ha, trời cao quang mây tạnh, biển thì trong xanh, thì sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi. Thì chúng ta vẫn hy vọng là những cái điều tốt đẹp hơn cho cái thị trường sắp tới anh chị. Thì thời gian qua thì thị trường bất động sản nó khá là trầm lắng, nó cực kỳ là ít giao dịch anh chị ha, trên khắp cả nước, tỉnh thành nào cũng vậy. Thì một phần là do ảnh hưởng tác động của kinh tế toàn thế giới anh chị, không riêng gì Việt Nam. Đấy. Và một phần nữa là do là thời gian vừa qua thì hầu hết các ngân hàng đã sử dụng hết các cái room được phân bố cho thị trường bất động sản, nên nó khiến cho cái thị trường bất động sản gặp rất là nhiều khó khăn về cái nguồn vốn từ ngân hàng. Thì cái hành động mà nới room tín dụng mà 1,5 tới 2% của ngân hàng nhà nước này là rất là tích cực và cần thiết cho thị trường bất động sản lúc này. Thì như ông cha ta đã nói rồi, thì một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Thì bây giờ đang trong cái bối cảnh khó khăn như thế này, thị trường như thế này,
mà được nới khoảng 1,5 tới 2% thì nó rất là tốt cho cái thị trường đang khát vốn lúc này. Nhưng mà tuy nhiên thì đã nhiều lần đề nghị thôi, nhưng mà mình vẫn phải chờ ha, mình vẫn phải chờ động thái của ngân hàng nhà nước. Còn cái lần nới room lần này thì chủ yếu là tập trung cho sản xuất kinh doanh và những cái lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn hy vọng rằng cái lần mà điều chỉnh room tín dụng này thì nó vẫn tác động tới mặt tích cực tới cái thị trường bất động sản, vì ngân hàng nhà nước họ khẳng định rằng là đợt nới room này là tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh và một số cái ngành nghề ưu tiên, nhưng mà người ta cũng không đề cập đến là cái việc là hạn chế cái dòng vốn chảy vào lĩnh vực bất động sản. Thì điều này nó khiến cho chúng ta vẫn có cái hy vọng tốt về cái đợt nới room này nó vẫn sẽ có tác động tích cực tới cái thị trường bất động sản. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cân nhắc ha. Chúng ta vẫn phải cân nhắc khá là kỹ, tại vì cái thị trường bất động sản lúc này thì nó vẫn tiềm ẩn rất là nhiều cái rủi ro ha. Và với các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta, những người có nhu cầu mua nhà ở thực, thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc đến cái khả năng chi trả khi mà vay mua trong cái bối cảnh mà lãi suất nó đang tăng cao. Thì chúng ta chưa thể biết rằng là khi nào lãi suất nó mới giảm, hoặc là khi nào nó mới ngừng tăng, hoặc là nó còn tăng lên bao nhiêu nữa. Thì cái này thì chúng ta phải cân nhắc. Khi mà chúng ta vay rồi anh chị, chúng ta vay rồi mà trong cái bối cảnh kinh tế nó khó khăn như thế này thì cái áp lực trả nợ, trả lãi hàng tháng chúng ta nó rất là khủng khiếp nha anh chị. Bây giờ vay 1 tỷ mà lãi suất bây giờ 11-12% một năm mà chưa biết là mai mốt có tăng thêm nữa hay không thì nó cực kỳ là áp lực nha anh chị. Chúng ta vay khoảng chừng 3 tỷ thôi thì một tháng nó tầm 30 triệu tiền lãi rồi. 30 triệu tiền lãi mà trong khi cái nền kinh tế cái thị trường bây giờ nó đang có dấu hiệu suy thoái thế này. Bất cứ ngành nghề kinh doanh nào cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tôi đi làm ở ngoài thực tế tôi gặp rất là nhiều anh chị, gặp ai cũng than anh chị. Bây giờ không có ai có tiền mặt. Họ có một ít thì họ cũng phải dự trữ để chi tiêu trong nhà, tại vì chưa biết ngày mai ngày mốt nó như thế nào, chưa biết cái tình hình này nó kéo dài tới bao lâu. Có rất là nhiều người tài sản thì nhiều nhưng mà bây giờ tiền mặt trong nhà không có nha anh chị. Tài sản đôi khi 20-30 tỷ nhưng thực ra bây giờ 100-200 triệu tiền mặt trong nhà không có đâu. Tại vì nhất là tài sản đất đai anh chị, đâu có thể là chúng ta thiếu 100-200 triệu chúng ta xẻo một miếng người ta bán được đâu. Tại vì cái bất động sản nó có một cái khó là như vậy, mà không riêng gì bất động sản, kể cả những tài sản khác cũng vậy, xe cộ máy móc hay các thứ cũng vậy. Bây giờ những cái tài sản mà giá trị thấp thì có thể là chúng ta còn còn có thể bán được nhé. Những cái tài sản mà nó có cái giá trị hơi cao một chút thì bây giờ rất là khó khó mà bán được. Tại vì khi mà nó thị trường nó khan tiền thì chỗ nào cũng không có tiền nha anh chị. Tại vì nhà nước, ngân hàng nhà nước rồi các tổ chức tín dụng người ta đang hút vốn vào thì ngoài thị trường nó rất là khan hiếm tiền mặt. Bởi vậy nên chúng ta vẫn phải lưu ý ha, lưu ý để tránh cái rủi ro. Còn thực tế tôi đi làm ở ngoài thì có rất là nhiều anh chị bây giờ phải vay 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 ngoài anh chị ha, vay tiền ngoài với lãi suất 3.5 ha, 3.5, có nơi thì 3 chấm, thấp nhất thì cũng là 2.5. Nhưng mà thường thường là 3 chấm nha anh chị. Tại vì giờ không vay thì không có vốn, không vay thì không có vốn để mà vận hành cái kinh doanh của mình.
nên là bắt buộc phải vay ngoài, trong khi ngân hàng thì không giải ngân. Mà anh chị nghĩ đi, bây giờ vay 1 tỷ tiền ngoài thì khoảng chừng 30 triệu tiền lời rồi. Anh chị thử vay 3 tỷ là một tháng 90 triệu tiền lời rồi. Thì anh chị nghĩ đi, làm sao mà trả cho nổi được? Làm gì ra ra kinh doanh gì ra 100 triệu một tháng tiền lời chưa trừ chi phí để mà trả. Nên chúng ta vẫn phải cân nhắc rất là kỹ. Lời lỡ lãi thì mình tính sau, trước mắt là mình không phải mất tiền trước đã. Thì hôm nay có một số cái chia sẻ với anh chị như vậy trên cái con đường đi làm. Thì hy vọng rằng chúng ta cái thị trường đầu năm tới ha thì nó sẽ khả quan hơn. Thì nhiều người nhận định rằng thì ít nhất là nó phải hết năm 2023, thì tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà thôi, chúng ta chỉ hy vọng thôi ha. Chúng ta vẫn hy vọng thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Và những ai biết lựa thời điểm thì bây giờ thì ngủ ngon ha. Rồi, chào anh chị.